Bia Sài Gòn đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam phá vỡ giới hạn, lập kỷ lục hoàn thành SEA Games 32. Người dưới 18 tuổi không được uống rượu bia. 14. Vừa rồi là pha xử lý nhanh trên mặt bàn của Chiu Diu. Thêm một điểm nữa, 60. Cả hai quả dứt bóng của Singapore chúng ta đều giành được điểm và rút ngắn tỷ số xuống còn 60. Anh Hoàng ra bóng. Chiu Di ra bóng. Bóng ngoài, 10 đều. Một tình huống đẩy bóng trái tay không thành công của Trần Mai Ngọc Việt Nam, và người giao bóng là Đinh Anh Hoàng. Tấn công rất tốt. Đó là SEA Games năm 1997 ở Jakarta, Indonesia, với bộ đôi là Vũ Mạnh Cường và Ngô Thu Thủy. Cặp đôi của chúng ta đã lội ngược dòng thành công rất ấn tượng ở trận đấu thứ nhất và giành chiến thắng với tỷ số 13-11. Chiu Di ra bóng. Quá hay. Giật bóng rất tốt. Rất là bóng ra ngoài một chút thôi. Pha đôi công rất hay, nhưng lần này thì còn thắng cũng. Đưa bóng ngắn nhưng mà lại nảy cao. Bóng ngoài. Quá hay, tấn công quá tốt, 80. Sau pha tấn công thì chúng ta đã không kịp trở tay ở tình huống phòng thủ tiếp theo. Không được, rất tiếc. Ý đồ tấn công ngay, kết quả trả ra bóng không thành công của Đinh Anh Hoàng. Quá hay. Pha đưa bóng xuất sắc của Mai Ngọc. Quá hay.
Đi Anh Hoàng đi tấn công rồi nhưng không được. Quá hay. Chiến thắng xứng đáng thuộc về Đinh Minh Hoàng và Mai Ngọc. Xin chúc mừng chiến thắng cực kỳ ấn tượng của Đinh Minh Hoàng và Mai Ngọc ở nội dung đôi nam nữ, mang về cho bóng bàn Việt Nam tấm huy chương vàng cực kỳ danh giá. Phía Sài Gòn đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam phá vỡ giới hạn, lập kỷ lục vàng tại SEA Games 32. Người dưới 18 tuổi không được uống rượu bia.